Dạ cảm ơn bác, con xin hỏi câu số 5 ạ. Thưa bác, Đức Phật có dạy cứ 100 người được truyền thiền thì sau cùng có đến 95 người bỏ đi, không tiếp tục theo pháp môn thiền tông, còn lại 5 người có khả năng giải thoát. Vậy tại sao lại như vậy ạ? Vì cái thế vật lý âm dương này khó lắm, khó thoát qua cái duy lực vật lý này. Vô đi ra mà nó con hút vô, con suy nghĩ đi. Và người bình thường cũng không có nào mà thoát được cái quy luật này được. Thấy không? Thì Đức Phật nói 100 người còn lại 50, thì đó là con số lớn chứ còn nhỏ lắm, chứ không phải nhỏ đâu. Còn những người ta lợi ra thì bây giờ thì con đã biết nè. Trong cái chùa Thiền Tông Tân Diệu á, bao nhiêu người tu rồi bao nhiêu đi theo. Ngày xưa giờ mỗi một lần truyền thiền bao nhiêu, bây giờ còn lại bao nhiêu. Chính đã truyền thiền rồi mà còn không còn được. Thì huống chi cái người bên ngoài chỉ biết sơ sơ thôi, thấy không? Vì thế mà nó cuốn hút lại bởi chứng đắc và bởi thứ tiền tài danh lợi. Quan trọng nhất là tiền tài danh lợi nó hút ra nhiều lắm, chứng đắc thì ít hơn. Rồi cái thứ mà phản nữa, ít nữa, phản là phải ít nhất. Nhưng mà cái tiền tài danh lợi nó là cao nhất, chứng đắc thì khá hơn chút. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. 95 người này là những dạng người như thế nào ạ? Bây giờ mình nói ra thì không tốt. Ví dụ bây giờ hồi xưa anh vô cái gì cũng khen. Thứ nhất đi vô mà cứ khen, khen rồi sau này nó chửi, đi ra nó chửi, là cái người đó đó. Nó chửi mà nó chửi đã rồi nó còn chê đó, mà nó chửi thậm tệ luôn á. Nó cái dạng người đó đó. Cứ là bởi vì thành lấy cận... Nhân gian người ta nói là ăn cháo đá bát là cái đám này đó. Ăn cháo đã rồi, đá, thấy không? Nó tên ra, nó khó về thế gian này bởi vì khi mà Thiền Tông ra đời á, thì bác cũng biết chứ không phải không. Nhưng mà thôi mình hiểu rồi, thôi kệ ai làm gì làm. Bổn phận của bác công bố này ra, ai nghe không nghe thì thôi, ai chửi thì chịu của người ta. Chửi bác nói thật, có chửi bác cũng không có buồn, là vì cháu biết mà, biết. Thế giới vật lý nó là vậy thì làm sao buồn được, heo thì thôi. Bởi vì ông Phật ở thế gian này, bởi vì tôi nói là khi mà bác công bố cái quyền ký ra được thì rất mừng. Ông Phật nó chắc chắn không có công bố được, không công bố được chứ đừng có nói vậy. Mà giờ công bố được rồi còn cái quyền giáo lý bắt đầu khó à. Nhưng mà bác có cách đưa ra, có cách giá nào cũng phải đưa ra được cái quyền giáo lý này, heo. Giờ câu hỏi tiếp đi.